Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm, bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình, bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình, và cũng không cần biết các bạn được bao. Cho dù xuất phát điểm của em có như thế nào đi chăng nữa, thì tương lai vẫn phải tỏa sáng như ánh mặt trời. Hãy lấy sự cố gắng ngày hôm nay đổi lấy cuộc sống mình mong muốn sau này. Quý thời gian luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy, hãy để thời gian nói lên sự cố gắng của bản thân bằng cách này hay cách khác. Bước chân đến nơi cao nhất, đứng cùng với những người xứng đáng nhất và sống cho những gì mình cần nhất. Cô chúc em những điều tốt đẹp nhất nhé. Bạn đừng có ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ của ai ai đâu. Cái tâm lý là mày phải thế này, mày phải thế kia, mày không làm được cái này, mày không làm được cái kia. Bởi vì khi người ta nói các bạn ấy là các bạn không làm được, thì có nghĩa là người ta không làm được. Thì người ta đặt cái hệ quy chiếu của người ta vào chính các bạn, thì người ta không làm được, người ta bảo các bạn không làm được. Đừng có tin người ta. Các bạn cứ không làm cái gì các bạn muốn, cứ làm mọi điều các bạn thích nhá. Thì đơn giản là gì? Là khi các bạn làm một điều các bạn thích, các bạn mới là chính các bạn được. Thì các bạn cứ nhớ, mình tin là mình có thể. Mình cứ sống cuộc đời của mình, đừng có nghe theo lời người khác, kệ người ta nhá. Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhá. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất, và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự quyết tâm cao độ, thì khi đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Cô ơi, em toàn bị lười biếng và trì hoãn ấy, nên gần như từ lâu lắm rồi cuộc sống của em không có gì đột phá cả. Vẫn thế, chán lắm cô ạ. Này, thế trong người của em ấy, khỏe hay là yếu? Em chả có bệnh gì nhưng mà dễ mệt lắm. Em lại còn dễ chán cơ. Bình thường buồn ngủ nhưng mà lúc cần ngủ thì lại mắt cứ thao láo ra. Em biết tại sao không? Tại vì em đã nói dối quá lâu rồi. Em còn nói dối gì đâu nhỉ? Em đã từng sống với cái kiểu ép mình phải làm những điều mà mình không muốn, không thực sự muốn, và em cố gắng để thể hiện giống mọi người. Ở đây ấy, là em không chấp nhận được chính những cái cảm xúc thực sự bên trong của em. Em chỉ lười và trì hoãn những cái gì em không thật sự thích thôi. Ví dụ như là... Tại sao em toàn bỏ cuộc thôi chị ạ? Mua khóa học tiếng Anh thì em cũng chưa mở nữa. Em học đàn thì em cũng bỏ ngang. Thể tập thì em mua mấy chục triệu, em tập được có một buổi rồi em cũng bỏ chị ạ. Thế em học, em tập những cái đấy để làm gì? Để cho vui, với cả để mở mang đầu óc. Còn tập thì cho khỏe chị ạ. Có vẻ như nhà em cũng khá là điều kiện đúng không? Chị đố em nhé. Nghèo vượt khó với cả giàu vượt sướng, cái nào khó hơn? Theo em thì chắc là giàu vượt sướng ạ. Rất tốt. Để một cái hành động nó có thể diễn ra được ấy, mà lâu dài bền bỉ ấy, thì nó cần hai loại động lực cơ. Một bên là một khát khao cháy bỏng muốn đạt được mục tiêu đấy. Một bên là một nỗi đau quằn quại muốn thoát khỏi một cái điều vấn đề gì đấy. Giống như là một bên là trời cao, một bên là vực sâu ấy, thì em bị thiếu cả hai cái này. Trong cuộc sống ấy, có một thứ tên là bẫy trung bình các bạn ạ. Là khi chúng ta ở một trạng thái không quá khó khăn cùng cực, đó là không chết, không bị đuổi việc, thì bạn sẽ rất là dễ ì trệ và không có động lực và khó để tiến lên. Tại sao các bạn phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, trong khi kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất? Cái kết quả điểm thi đại học mới nói lên các bạn là ai, mới nói lên cái chặng đường vừa rồi các bạn đã trải qua những cái gì. Còn đâu, kể cả hành trình em đi nó khủng khiếp đến mấy, nó tài giỏi mấy, nhưng kết quả nó không ra gì thì người ta cũng đánh giá em ở mức độ bình thường thôi. Nên đừng ngại sai lầm nhá. Mình chưa biết thì mình hỏi, không có gì phải ngại cả. Nhớ, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Con đường dễ là con đường xuống dốc. Khi nào thấy khó khăn, thậm chí là thấy đang kiệt sức, cũng có nghĩa là ta đang đi đến con đường tốt đẹp đấy con. Không dám gục ngã, bởi vì đằng sau em không có ai hết. Tại sao có những người thì tốt? Xin lỗi, các bạn được mang tên nỗ lực.
dự án người ta học còn tạm ôm cái điện thoại thằng chơi Facebook, chắc ăn người ta sẽ có thành tựu. Người ta học nghiêm túc còn bạn học một cách lơ đễnh, chắc ăn người ta sẽ có thành tựu. Người ta dự án người ta lúc này tập trung học còn bạn vẫn quan tâm đến câu chuyện được mang tên là gì? Dạ, đó là giấc ngủ. Người ta sẽ có thành tựu, bạn thì không. Tốc độ thành công của các em nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, nhớ nhá. Học không phải chỉ vì mình, học là vì gia đình mình. Nếu như nhà các em giàu rồi, các em phải về để gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nếu như nhà em chưa giàu thì các em phải, các em phải cố gắng lên học tập tốt hơn để về phụ giúp gia đình, để bố mẹ bớt khổ, để cuộc sống của chúng ta không vất vả. Ta sinh ra nghèo thì đó không phải lỗi của ta, nhưng nếu ta chết đi trong nghèo khó, đấy là lỗi của chính các em. Đã bao giờ đột nhiên có những ngày bạn thấy nhìn đâu cũng áp lực và bạn thật sự mệt mỏi với nó? Bạn tự hỏi tại sao bạn phải cố gắng nhiều như thế, tại sao bạn phải làm nhiều việc như vậy, trong khi bạn cũng chỉ ăn 3 bữa một ngày và ngủ 6 tiếng. Thậm chí có những hôm còn không được ngủ bởi vì công việc. Trong suốt 10 năm đi làm, mình cũng từng có rất nhiều lúc như thế. Nhưng mình luôn nhớ một câu mà bạn mình thời sinh viên đã từng nói với mình: không phải vì tao không mệt, mà bởi vì ở đây tao kiếm 10.000 dễ hơn mẹ tao ở quê kiếm 1.000. Mình không biết các bạn thì như thế nào, nhưng câu nói này thật sự rất là ám ảnh đối với mình. Mỗi lúc mà khó khăn, mỗi lúc mà stress cho công việc, mình lại nghĩ đến nó và nghĩ đến mẹ mình. Động lực đấy với những bạn nhà giàu có thể không là gì, nhưng với những đứa xuất phát điểm nhà nghèo như mình và bạn mình, nó thật sự có giá trị. Nhìn một người thành công, bao giờ chúng ta cũng thấy họ giàu, giỏi và xịn, nhưng họ sẽ không kể cho chúng ta nghe về những vất vả khó khăn họ đã từng đi qua. Thế nên bạn ạ, thành công nào cũng đắt đỏ cả thôi. Hôm nay bạn cố gắng 1 lần hay 10 lần thì hãy nhớ rằng ở ngoài kia có những người đang cố gắng 100 lần, 1.000 lần. Thế nên có lẽ không ít người giật mình khi nghe câu nói này. Trong những năm tháng có thể học tập tốt nhất, bạn lại chọn yêu đương. Trong những năm tháng bạn có thể chịu khổ tốt nhất thì bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Để rồi năm cạn tháng mòn, bạn đã bỏ lỡ những ngày tháng có thể chịu khổ để phấn đấu đưa bản thân đến một cuộc đời mở mang và ý nghĩa hơn. Đừng để bản thân phải hối hận vì chỉ toàn những điều vô nghĩa tẻ nhạt mà bạn đã làm. Tại sao bạn phải cố gắng? Tại sao á? Đơn giản lắm. Vì tiền. Mua được thứ mình muốn mua, yêu được người mình muốn yêu. Tôi không muốn phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày. Đời sau này bố mẹ có khó khăn thì sẽ lập tức nói với tôi, chứ không phải sợ tôi không có tiền mà ngại làm phiền. 10 năm trước, người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ tôi để đối xử với tôi. 10 năm sau, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của tôi để đối xử với bố mẹ tôi. Vậy cớ gì mà tôi không cố gắng? Còn bạn thì sao? Học đi, thì con đường nó sẽ mở cửa cho các bạn được nhiều hơn. Được chưa? Đấy, tất nhiên cái gì nó có cái giá của nó, anh nói rồi mà. Hy sinh một thứ, ừ thì thôi, biết học khuya là sẽ mọc mụn nhiều hơn, đúng không? Dậy sớm thì mệt nhiều hơn, nhưng mà thà mệt một tí còn hơn là hối hận. Đó là anh nói thật. Thà đổ mồ hôi ở trên sách còn hơn là những cái giọt nước mắt. Ui, em trượt đại học rồi anh ơi, không có. Trời ơi, lúc đấy hối hận thì 1 năm nữa cày lại học tiếp, được chưa? Từ tưởng tượng nhé, nghĩ đến một ngày mà các bạn bị trượt đại học, mà cái đứa các bạn ghét ý, nó lại đỗ đại học, mà cả lớp các bạn đỗ đại học, riêng mình trượt đại học, mà mình đã cố gắng tận 12 năm học rồi, đấy, mà để bị thất bại như thế, kỳ vọng thầy cô này, gia đình này, bạn bè dành cho mình rất nhiều, nhưng bản thân mình không thực hiện được, mà hơn hết là chính bản thân của các em, những dự định và mục tiêu của em đều bỏ xuống sông, cũng biến hết. Người ta bảo là đại học không phải con đường duy nhất để đến với thành công. Đấy. Nhưng đó lại là con đường ngắn nhất để các em có thể lựa chọn và tìm hiện tại. Bạn muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2, suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng cho dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Hãy luôn tự nhủ với bản thân, bạn có thể kém thông minh, kém hơn người khác về xuất phát điểm, nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3 lần, gấp 4 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Học đi,
thì con đường nó sẽ mở cửa cho các bạn được nhiều hơn, được chưa? Đấy, tất nhiên cái gì nó có cái giá của nó, anh nói rồi mà, hy sinh một thứ, ừ thì thôi, biết học khuya là sẽ mọc mụn nhiều hơn, đúng không? Dậy sớm thì mệt nhiều hơn, nhưng mà thà mệt một tí còn hơn là hối hận. Đó là nói thật, thà đổ mồ hôi ở trên sách còn hơn là những cái giọt nước mắt. Ui, em trượt đại học rồi anh ơi, không có. Trời ơi, lúc đấy hối hận thì một năm nữa cày lại học tiếp, được chưa? Bạn muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2. Suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. 0,0001 luôn lớn hơn 0. Mình không biết mục tiêu của các bạn lớn bao nhiêu, nhưng nếu các bạn muốn đạt được nó thì phải đi từng bước rất nhỏ. Các bạn yên tâm, những điều to lớn và vĩ đại luôn được tạo thành từ những điều nhỏ nhặt giống vậy. Và tất nhiên, đi từng bước rất nhỏ nó vẫn tốt hơn là dừng lại và không làm gì cả. Một điều mới mỗi ngày, đừng ganh tị với người khác làm gì để cảm thấy bản thân mình thua kém. Các bạn có những mục tiêu khác họ, xuất phát điểm khác họ và những mong muốn khác họ. Và quan trọng nhất, hôm nay chúng ta thua, 5 năm sau chưa chắc. Cho nên sẵn tay áo và tập trung vào chính mình. Tuổi nào mà chẳng chênh vênh. 14 tuổi, chênh vênh vì không biết 3 năm tới sẽ đi về đâu, bên cạnh là những ai, công cuộc cấp sách tới trường chắc vất vả phải biết. 17 tuổi, chênh vênh vì phải đi tìm thứ gọi là đam mê, đứng trước muôn vàn lựa chọn để tìm ra cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. 21-22 tuổi, chênh vênh vì ngày tháng gắn bó với trường lớp cũng kết thúc thật rồi, bắt đầu đứng giữa những lựa chọn khó khăn, ở lại thành phố hay về quê, làm thứ mình thích hay chọn nghề ổn định mà theo. 24-25 tuổi, chênh vênh vì tiền, vì sự tự do, vì muôn vàn áp lực đặt lên vai một người trưởng thành mà nhiều khi bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. 27 tuổi, chênh vênh vì công cuộc tìm bạn đời, tìm không được thì những năm tiếp còn tiếp tục chênh vênh. Bất cứ độ tuổi nào cũng cần được cảm thông và thấu hiểu, bởi khó khăn thì luôn tìm đến, mà trong khi không phải ai cũng đủ sức để giải quyết êm đẹp ngay cả. Và chênh vênh thì không hết được, chỉ mong chúng mình sẽ nhanh tìm được một điểm tựa để có thể dựa vào, để mạnh mẽ chiến tiếp với cuộc đời dài rộng này. Thế nên, học cách đối xử với người xung quanh, với chính bản thân mình thật nhẹ nhàng nhé, bạn thương. Học đi các bạn ạ. Đối với mình thì học chưa bao giờ là đủ và cũng không bao giờ là thừa. Các bạn có biết 4 điều mà các bạn không thể lấy lại trong cuộc sống là gì không? Cơ hội, thời gian, lời nói và niềm tin. Có một câu nói mà mình khá là tâm đắc và mình phải suy nghĩ về nó khá là nhiều. When today is over, it will never come back. Nó có nghĩa là cái ngày hôm nay ấy, mà nó đã đi qua rồi thì chắc chắn là nó sẽ không quay trở lại được. Chắc chắn như trong cuộc sống thì ai cũng có sai lầm. Chắc chắn là bản thân mình đã từng vướng mắc rất là nhiều sai lầm. Nhưng mà các bạn đừng để sai lầm là một cái trở ngại gì đấy quá lớn đối với bản thân các bạn. Đối với mình thì các bạn sẽ chỉ thất bại khi mà các bạn không nhận ra được sai lầm của bản thân và các bạn cố đâm đầu vào và các bạn cố chấp coi nó là đúng. Và có một câu nói khác của ông Einstein: các bạn sống trên đời ấy như là các bạn đang chạy trên một chiếc xe đạp vậy. Các bạn mà muốn giữ thăng bằng thì các bạn luôn phải tiến về phía trước. Vậy các bạn thử ngẫm xem chiếc xe đạp của bạn có đang giữ thăng bằng và bạn đã thực sự đã đi được trên chiếc xe đạp đấy chưa? Không biết là trong cả năm nay em đã sống 365 ngày hay là em chỉ sống có một ngày 365 lần. Ông đã bắt họ nghèo thì họ phải nghèo, mà đã nghèo phải chịu thiệt. Giống như tôi đây nè, trước đây nghèo sơ nghèo sát ra, phải biến mình thành thằng cùi, thằng điên, thằng khùng, lăn lộn lê lết ra, chìa tay ra xin từng đồng từng cát một. Người ta nhổ nước miếng vào mặt tôi, chấp nhận. Người ta phỉ báng tôi, chấp nhận. Người ta sỉ nhục tôi, chấp nhận. Chính vì thế tôi phải giàu, tôi phải bằng mọi cách để giàu.
Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng cho dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Nam Bô Long là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Khổng Tử cũng đã nói rồi, không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn. Được chưa? Gửi lớp 12. Học đi, đừng chơi nữa. Kỳ thi đại học đang ở rất gần rồi. Nếu bây giờ không cố gắng thì không còn cơ hội đâu. Thầy cô không gạt chúng ta đâu. 3 năm thật sự rất ngắn đấy. Nếu có đang giận ai thì làm lành đi nhé. Chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa đâu. Cũng đừng oán trách vì suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Đến lúc thoát ra rồi, bạn sẽ thật sự nhớ nó đấy. Nếu mơ ước trường nào thì cứ mạnh dạn. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Hãy mơ ước để lấy động lực cùng nhau cố gắng nhé. Khi còn trẻ thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó. Luôn luôn nhớ điều đó. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Em cũng không biết là trong cả năm nay em đã sống 365 ngày, hay là em chỉ sống có một ngày 365 lần.